Nào bài 2.1. Đây là chính là bài 2.1 trong sách bài tập vật lý. Trên hình 2.1 vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hệ điện thế của 3 dây dẫn khác nhau. Từ đồ thị hãy xác định giá trị cường độ dòng điện chạy qua mỗi dây dẫn khi hiệu điện thế đặt giữa hai đầu dây dẫn là 3V. Câu A, U bằng 3V. U bằng 3V. Tiếp tục này, người ta yêu cầu cái gì? Hãy xác định giá trị cường độ dòng điện chạy qua mỗi dây dẫn khi hiệu điện thế đặt giữa hai đầu dẫn là 3V. Yêu cầu tính Y đúng không? Đấy, Y1 bằng bao nhiêu? Y2 bằng bao nhiêu? Y3 bằng bao nhiêu? Bây giờ chúng ta xem nào. Ta vẽ thôi. Các em nhìn giống thôi. Theo hình vẽ đúng không? Đây thì theo hình thôi mà. Theo hình thôi, các em không phải làm gì hết. Theo hình thì các em thấy từ cái 3 các em gióng thẳng lên. Từ cái 3 các em vẽ thẳng lên. Cái đường R1 đấy, các em vẽ thẳng lên thì nếu mà U bằng 3V thì Y bằng bao nhiêu? Đây ta nhìn đây thẳng đây đúng không? Từ đây ta vẽ chéo đây. Các em nhìn thấy chưa? Đây, từ 3 này ta vẽ thẳng lên đây đúng không? Xong người ta gióng sang đây thì ra Y thôi. Em hình thôi chưa? Từ 3 này ta vẽ thẳng lên đây này, chéo đây này. Đấy, đây này, theo đường này này. Đây từ 3V thôi nhá. Đây này, 3V này em vẽ thẳng lên trên này. Đấy, xong em vẽ sang ngang đây. Thì ra Y thôi. Đấy, cái này như thế. Đấy, từ đây ta vẽ đây, ta vẽ sang đây. Và từ đây ta vẽ sang đây, hiểu chưa? Em biết chưa? Linh biết chưa? Thế sao phải tính cái gì đây? Em tính này là không đúng rồi. Đây từ đây ta vẽ xuống này. Đây từ hình vẽ này nhá. Là 3V này ta vẽ gióng thẳng lên trên đây. Nó cắt. Cắt cái đường R1 này tại đâu xong em vẽ sang ngang này. Thì ra Y của nó. Đấy thế. Đối đường R2 này từ cái 3 này. U3V này. Xong em vẽ lên đây này. Xong rồi gióng sang ngang đây. Thì sẽ ra là 2mm đây đúng không? Đấy, R3 này thế đấy. Từ cái 3 này em vẽ lên trên này, xong rồi em gióng sang đây ra 1. Hiểu chưa? Long hiểu chưa? Không phải tính toán gì cả. Được, đúng rồi đấy, Đức làm chuẩn đấy. Theo hình thôi. Nào, cho kết quả nào. Theo hình, Ngân cho thấy kết quả Y1 bằng bao nhiêu? Đúng rồi, Y1 bằng 5mA. Này, theo hình thôi mà. Tiếp tục đến chi nào, Y2. Bằng 4mA. Mai nào, Y3? 2. Có chuẩn không? Nhầm rồi, cái 4 này nhầm rồi. Cái này em phải vẽ theo ấy mà. Vẽ theo đường số. Vẽ theo cái đường số 2 mà. Đây này, em vẽ thẳng lên rồi. Xong cắt đây cơ mà. Đấy, tức là U bằng 3, cái cùng là 3 cả đây. Từ đây này, xong em nó cắt đây, xong em vẽ sang ngang đây cơ mà. Đấy. Đây nhá. Từ cái 3 này, em vẽ lên đây. Đấy. Đến R3, thì xong sẽ gióng sang ngang thôi. Y1 là ứng với đường R1, Y2 là ứng với đường R2, Y3 là ứng với đường R3. Đấy, vậy thì Y1 bằng 5, Y2 lại nào, chi nào. Bằng 2. Mai nào, Y3 bằng mấy? Y3 bằng 1. Hiểu chưa? Em hiểu chưa? Phương Anh hiểu chưa? Đúng rồi đấy. Long hiểu chưa? Hả? Em hiểu chưa? Chưa?
Hả? Đây, em từ đây em vẽ lên đây, ra đây 5 đúng không? Đấy là đối với Y1. Y2 là vẽ trên cái đường L2. L2, đấy, từ đây em vẽ sang này. Cắt đây này, xong em vẽ sang. Đó. Rồi. Thế còn đây, đây là cắt ở đây này, xong rồi vẽ sang. Thì ra L3. Đức vẽ như này thành từ U bằng 6 mất rồi, đây U bằng 3 thôi này. Các em hiểu này chưa? Bây giờ đến phần B. Phần B. Dây dẫn nào có điện trở lớn nhất, nhỏ nhất, giải thích bằng 3 cách khác nhau. Rồi giải thích bằng 1 cách là được rồi. Thầy chỉ là một cách thôi. Bây giờ thầy hỏi các em là R1 đầu tiên xuất phát từ Y bằng cái gì nhỉ? Công thức điện lực ôm là Y bằng gì? Bằng U trên R, từ đó suy ra R thì bằng gì? R thì đảo vị trí thôi, đảo vị trí. R ta đảo lên trên, Y đảo lên dưới thì bằng U trên Y. Vậy thay số vào R1 thì bằng U1 trên Y1. Mà U1 thì vẫn là mấy các em? 3, giống nhau hết là 3. Y1 là mấy đây? 5, nhưng mà các em phải đổi ra, các em phải đổi ra cái này, các em phải đổi ra 5 chia 1000. Chia 1000 tức là 5 nhân 10 mũ trừ 3 ampere. Đấy, các em lấy máy tính các em bấm thử xem. Đổi ra ampere thì là 5 chia 1000. Đấy, bằng 5 nhân 10 mũ trừ 3 ampere đấy, như thế. Bằng 2 nhân 10 mũ trừ 3 ampere. Bằng 1 nhân 10 mũ trừ 3 ampere. Vậy là thay vào đây. Là thay bảo là 5 nhân 10 mũ trừ 3. Cái này tính ra xem bằng bao nhiêu. Lấy máy tính bấm đi, bạn nào không có máy tính thì cho mượn. Em có chưa? Đây, Ngân có chưa? Bấm đi. 3 phần 5 nhân 10 mũ trừ 3 bằng bao nhiêu? Thầy hướng dẫn các em cách bấm này. Cách bấm này, 3 chia 5 này, xong bấm nút này này. Như cái máy kiểu này này. Những máy kiểu này thì các em bấm với thầy chữ EXP, có EXP đấy. Bấm EXP. Xong rồi bấm trừ 3. Đấy, nó sẽ bằng. Thế còn đối với những cái máy kiểu như thế này. Đây, máy như kiểu của Long à. Máy kiểu của Long thì bấm như thế này, 3 chia do xong mình bấm cái nút 10 x này đấy, xong rồi trừ 3, bấm đúng như này cho thầy, bấm cái nút này này đấy, nút này hả? Bấm nút 5, bấm 5 xong bấm luôn, bấm liền luôn, em bấm thử đi. Bấm thử đi. Bấm đúng như thế, tùy máy. Là bao nhiêu? 600. Này bằng 600 ohm. Đức bấm ra chưa? Phương Anh bấm ra chưa? Tương tự như vậy, các thầy R2 bằng cái gì bây giờ thầy mời nhá. Nào, mời Linh nào. U2 trên Y2 mà U2 cũng vẫn là bằng U1 thôi, vẫn là bằng gì? Bằng 3. Y2 là gì? 2 nhân 10 mũ
trừ 3 bằng 1.500 ôm. Đấy, các em thử làm xem nó có ra như vậy không. Rồi, đến R3. R3, nào ai xung phong nào? Nào Long nào? O3 trên Y3 bằng 3, 1 nhân 10 mũ trừ 3 bằng, tất cả các em cùng bấm gì? 3.000 đơn vị là gì? Ôm. Vậy thì bây giờ người ta yêu cầu các em trả lời câu hỏi là dây dẫn nào có điện trở lớn nhất, cái nào nhỏ nhất? Dây số 3 đúng không? Dây số 3 có gì? Điện trở lớn nhất, mắc. Dây số mấy thì có điện trở nhỏ nhất? Số 1 đúng không? 600 đây. Có R min nhỏ nhất. Thế thôi, cần gì giải thích nhiều, cần giải thích mấy cách làm gì. Cứ tính ra cái nào bé nhất thì là bé nhất, thế thôi. Đúng không? Ba cách làm gì cho mệt ta? Các em đã hiểu bài chưa? Bây giờ các em sẽ làm thầy bài 2 này hôm qua làm rồi phải không nhỉ? Bài số 3. Thôi, bài số 3 thôi nhá. Vẽ rồi đồ thi này thôi, bỏ qua. Mất thời gian lắm. Bài 2.4 làm rồi đúng không? 2.5. 2.5. Hôm qua làm hết những bài này rồi thì những bạn mới đây xem lại video clip rồi làm lại thôi. Nhanh nhé, thầy chưa đọc. Điện trở của một dây dẫn nhất định có quan hệ phụ thuộc nào dưới đây? Tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây. Có điều này không các em? Đúng rồi, điện trở và hiệu điện thế là hoàn toàn không quan hệ gì với nhau. Điện trở tỷ lệ nghịch với cường độ tổng điện. Ok, thầy đồng ý. R tỷ lệ nghịch. Với Y. Đáp án B, đúng rồi. Câu thầy xem lại nào, cái câu câu B với câu C là phải nghiên cứu đấy. Tỷ lệ nghịch với cường độ tổng điện thì đúng rồi, nhưng mà không phụ thuộc vào hệ điện thế thì cũng đúng. Hả? À. Nhưng mà để chọn câu đúng nhất thì là chọn câu nào? Thầy nói này chuẩn này. Cường độ dòng điện tỷ lệ nghịch với điện trở thì đúng. Nhưng mà điện trở tỷ lệ nghịch với cường độ dòng điện thì chưa chắc là đúng. Đấy, nó là như thế. Y nhá. Y là tỷ lệ nghịch. Với R thì là đúng rồi, cái này không ai có thể cãi được. Lý do vì sao lại thế? Bởi vì là R là cái nó chỉ phụ thuộc vào bản chất dây dẫn thôi, dây to hay dây bé, dây đồng hay dây sắt. Đấy, có thật tự đi. Thật tự đi em. Cái R này ấy, nó gần như là không thay đổi các em ạ. R này gần như cố định. Nếu cùng một dây dẫn này nhiệt độ không thay đổi này, độ dài không thay đổi này, tiết diện không thay đổi này, bản chất không thay đổi thì cái R này thường không thay đổi. Thế nhưng mà cái Y này biến đổi. Cái Y này biến đổi theo U, theo R. Cái Y này tỷ lệ nghịch với này, cái này là đúng. Cái này đúng.
Thế còn cái R mà tỷ lệ nghịch với Y đấy thì phải xem lại. Bởi vì cái nào là cái ăn theo và cái nào là cái cố định, các biết không? Cái nào là cái ăn theo, cái nào là cái cố định? R là cố định và Y là cái biến đổi em ạ. Cái Y này có thể biến đổi liên tục. Thế nhưng R là cái độ cản trở, cái độ cản trở của dây dẫn thì hoàn toàn là không thay đổi. À, vậy thì cái này thì nó nói về mặt sâu xa đấy thì nó cũng không được chuẩn lắm. Đấy, không được chuẩn lắm. Thế còn nói này, R không phụ thuộc gì vào và U thì là chuẩn luôn. Không phụ thuộc vào và U thì là hoàn toàn đúng em ạ. Cái này thì không thể ai có thể phủ nhận được. Tại sao lại đúng? Bởi vì là tôi có cái dây dẫn như thế này. Tôi có dây dẫn như thế này, xong rồi ông đặt cái điện dương, điện âm đây. Dù là U thay đổi thế nào, nó kéo mạnh hay kéo yếu thì cái độ cản trở vẫn thế mà. Đúng không? Độ cản trở thì vẫn thế. Dù là ông cái lực kéo của ông mạnh hay là yếu. Đây, cái việc kéo E là mạnh hay yếu thì cái độ cản trở vẫn thế. Nó có ảnh hưởng gì đâu. Chỉ có cái dòng ở bên trong này chuyển động nhanh hay chậm này thì phụ thuộc vào hai thứ, phụ thuộc vào cái độ kéo mạnh hay yếu và phụ thuộc vào cái sự cản trở nhiều hay ít. Nếu mà cản trở càng nhiều thì chuyển động càng chậm, mà kéo càng mạnh thì chuyển động sẽ càng nhanh. Thế còn cái độ cản trở là chỉ phụ thuộc vào cái dây dẫn thôi, nó không phụ thuộc gì vào U cả. Cái này là đúng. Thế còn để mà chọn hai câu này, để chọn hai câu này thì thầy nghĩ là cái câu R không phụ thuộc vào U này là đúng hơn. Hai câu đều đúng nhưng mà đúng hơn ta chọn em ạ. R không phụ thuộc vào hiện thế đặt vào hai dẫn, cái này là hoàn toàn đúng. Đấy, vậy thì nếu như mà trong các câu ấy, trong các câu mà không có cái câu này mà chỉ có cái mỗi câu là R tỷ lệ nghịch với Y thì các em có thể chọn câu này. Nhưng mà nếu mà để so sánh độ đúng hai câu này thì câu này là sẽ chuẩn hơn. Đấy, nên là thầy thấy là cái câu này sách trong sách bài tập nó ra là nó hơi bị làm cho học sinh nó bị phân tâm, bối rối. Có một chút bối rối không hề nhẹ đúng không? Nào, bây giờ các em tiếp tục cho thầy câu 2.6. Đây nhá, câu 2.5 thì thầy sẽ chọn câu này, chọn câu C. Bây giờ các em học tiếp cho thầy, làm tiếp thầy bài 6, 2.6. Khi đặt hiệu điện thế U vào hai đầu một điện trở R, thì dòng điện chạy qua nó có cường độ Y, hệ thức nào dưới đây biểu thị được ôm? Cái này quá dễ đúng không? Cái này quá dễ rồi. B là Y bằng U trên R. Đấy, cái này quá dễ, không thể dễ hơn được. Câu 2.7. Đơn vị nào dưới đây là đơn vị của điện trở? Đúng rồi. Câu 2.7 quá dễ. Câu thì quá dễ, câu thì quá lằng nhằng. À, đó là ôm. Là đơn vị của điện trở là ôm thôi. Câu 2.8. Trong thí nghiệm khảo sát điện lực ôm, có thể làm thay đổi đại lượng nào trong số các đại lượng gồm hiệu điện thế, cường độ dòng điện và điện trở? Các em thay đổi cái gì nhỉ? Thay đổi U để xem cái Y thay đổi thế nào. Đấy, người ta thay đổi U để xem Y thay đổi thế nào em ạ. Đấy, thay đổi U
để y thay đổi thế nào? Thì các em sẽ chọn đáp án nào đây? Đáp án A. Đây này, các em xem hình 2.1 ấy, xem lại hình 2.1 thì các em thấy ngay. Đầu tiên là người ta tăng cái u dần lên để xem cái y thay đổi thế nào, sau đó người ta vẽ thành đồ thị. Các em hiểu chưa? Hoặc là các em xem cho thầy cái bài 2.3 đấy, người ta có cái bảng đấy. Bảng ở trên là u ở trên này xem bao nhiêu và y ở dưới xem bao nhiêu đấy. Vậy có phải là thay đổi u để xem y thay đổi thế nào không? Chứ còn R người ta có cho thay đổi không các em? Không, R cho cố định em ạ. Thay đổi u để tìm y thay đổi thế nào? Mà 2.9. 2.9. Dựa vào công thức. Đây nhá. Từ công thức này. Từ công thức gốc. Y bằng cái gì? Bây giờ thầy sẽ mời bạn nào. Mời Mai xem nào. Y thì bằng cái gì chia cái gì? Đúng rồi. U chia R. Thế từ đó em thầy xem R bằng cái gì? Đúng rồi, R bằng U trên Y. Thế từ đây, bài 2.9 phát biểu sau này. Bạn học sinh dựa vào cái này nói này. Điện trở của dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu ứng thế và tỷ lệ nghịch với cường độ. Ngân cho biết là sai, vì sao lại sai em? Phụ thuộc, đúng rồi. R với U này không có phụ thuộc. Thế còn R với Y thì sao? R với Y thì cũng có không có phụ thuộc đâu. Chỉ có Y phụ thuộc vào R thôi. Chứ còn R nó có phụ thuộc thì Y đâu. R là cái cố định em ạ. R là cái thường là cái cố định nhá. Chỉ có gì thay đổi thôi. Chỉ có U thay đổi thì Y thay đổi. Thay đổi theo. Đấy. Em nhớ thầy là cái R là cái cố định. Cái sức cản trở của dây dẫn thì làm sao thay đổi được? Ít khi thay đổi lắm. Còn Y thay đổi theo U. Thay đổi theo U. Vậy thì bạn nói rằng là R tỷ lệ thuận với U đúng hay sai? Bạn ở trong sách ấy nói là R tỷ lệ thuận với U đúng hay sai em? Là sai. Thế từ đó suy ra là R tỷ lệ thuận với U. Nó chỉ đúng về mặt toán học thôi. Thế nhưng mà về mặt vật lý có đúng không? Không. R tỷ lệ thuận với U là không đúng về mặt vật lý. Không đúng về mặt bản chất vật lý. Nó chỉ đúng về hình thức thôi, hình thức toán học thôi. Thế nhưng mà cái mà chúng ta cần là cần tới bản chất vật lý cơ. Chứ còn hình thức toán học thì không quan trọng. Bản chất là R là cố định, chỉ có Y thay đổi theo U thôi. Có hiểu không em? Còn ai chưa hiểu không? Mai có hiểu không? Chưa hiểu bài không? Hoa hiểu bài chưa? Phương Anh hiểu chưa? Đức hiểu chưa? Còn ai chưa hiểu thì các em hỏi luôn nhá. Đấy, trong cái này tưởng là R phụ thuộc vào U là tỷ lệ thuận đâu, nhưng không phải. Cái R là cái tôi, nó là cái tôi, nó không thay đổi đâu. Tôi của nó chỉ có cái Y này này. Cái Y này là biến đổi theo cái U. Đặt cái U vào bao nhiêu thì cái Y sẽ ra bấy nhiêu. Đấy. Đặt cái U khác thì Y khác. Đặt U nhỏ thì Y nhỏ và ngược lại. Chứ còn R là cái bất biến. Nào, câu 2.10. 2.10.
đặt hiệu điện thế 6V vào hai đầu một điện trở thì dòng điện đi qua điện trở có cường độ là 0,5A. U bằng 6V, Y bằng 0,15A. Câu A, tính R. Câu B, thôi làm luôn câu A đi đã. Làm luôn câu A đi.